cái ngày kêu gọi qua đó là để cái ngày thiền định đó, để đem lực lượng về cho Việt Nam mình, đó là sóng thần động đất. Minh Sư ra ngay cái ngày chính, thì cái ngày chính tự nhiên mình nói à với là cha mình làm cái đó, là mình cha mình làm vũ di thì mình làm vũ di, thì nó là chín nam chín nữ là 18. Nhưng mà trong cái ngày mình đi ngày hôm qua là tôi mới xong rồi, là gần tới cái mốc của chín nhánh đó, bắt đầu tôi mới nhớ lại à, cái hôm rồi á là lúc mà cha mình dặn mình xuống núi á, ông có viết một cái giấy trong cái lịch đó là con số 15. Cái cuốn lịch đó nghe là ông 3 ngày ông không có xé. 3 ngày ông không xé cuốn lịch đó, đặc biệt cái ngày nào cũng xé, cho tự nhiên mấy ngày nữa không xé, ông mới đưa là con số 15. Con số 15 á, nằm dưới cái ông mới viết, còn cái số 15 á là ông viết là con số 18. Rồi cái con số 21 á thì ông viết là con số 24. Đó, ông xếp lại ông nói nè, ông đưa vậy nè, cái này đó về làm được không? Lần này không được nữa là thôi nha. Ông chữ ông đuổi đi đó, thì mình mới nhớ lại à, vì là bữa đó cái ngày của bà quản lý á, bà mất á, là cái thiên lệnh đó, là cũng mình có nói hôm qua đó, có nói gia đình quản lý đó là đừng có buồn, đó là về nó cứu gọi rồi, là cái thiên lệnh của con số 15 á là lên tới số 18 á, ngày đó là phải bắt Ma Dương đó. Mà thế đúng ngày 15 là tôi đi lên trên Sài Gòn á, định lên đó là con nhỏ của, ngày xưa tôi giúp cái quán đó, nhỏ tên Linh lên để cho nó giúp về, là còn mới lúa giống này, là mướn đất ở đây nè. Cái bắt đầu về lên ngày 15 đó, rồi bắt đầu lên đó, bắt đầu lây quay tới ngày 17 mới về. Thì 17 đó bắt đầu lên, nó bắt đầu nó mới cho mấy trăm ngàn về bắt đầu tôi nghĩ à thôi về Cần Thơ. Mà ngay ngày 17 đó, tự nhiên cái tôi nói của mình về Cần Thơ làm chi ta, mà cũng có một bộ đồ à, không có đồ nữa, nó thôi đi thẳng về Đình Thái Sơn luôn. Thì ngay Đình Thái Sơn đó, ngay ngày 17 thì tôi về đó, thì tối là bắt đầu lại ngay chân nhà bà Phương Thảo. Thì ngay ngày đó là cái ngày 17 đó, là qua ngày 18 là bà cúng cái gì của mình bà cố bà đó. Thì như vậy đó là 17, đêm 17 nó mới ngồi lại, trong đó có bà Tư Sang, có Ngân, có đông lắm, rồi có bà nữa. Thì tôi nói đó, tôi mới nói như thế này, tôi nói Thảo chị đó là Bồ Tát đó nha, chị là chánh tông là Bồ Tát. Bà nói ừ, chị cũng biết nữa đó, và chị cũng biết mẹ Quan Âm Bồ Tát rồi kia, chị cũng biết nữa. Bà nói gì có Ngân ngọn bên đó. Ngân nghe, bây giờ nếu mà tôi á còn sáng tác cái bộ Kinh Tây Du Ký là Ngân là Phật Tổ nha. Còn Ngân cũng cười cười, nó cũng ngộ nó là Phật Tổ nữa. Thì như vậy nó vừa xong đó, ngày đêm 17 sáng 18 đúng 7 giờ là Thượng Đế 7 giờ mới rước bà, mới đúng ngày 18 luôn, thấy quan trọng. Và trong khi đó lúc tôi lên chảnh là bắt đầu con nhỏ này ở trên nó vẽ cào, tôi mới nói như thế này, tôi mới đọc trên đầu và tôi nói cha, có phải là cha trời mẹ đất Minh Sư, có phải tôi nói chảnh là Na Cha của mà Hồng Hà Nhi, Hồng Hà Nhi với mà cái gì Ngô Mai Dương với vợ chồng nó trên đó không, nó bắt đầu ngủ lên, ngày đó cắt mạnh lắm mà thiệt, phải đi lên đi về lên, ông khiến cho lên đó là có một cái sự nó vậy đó, mới là lên lấy quạt ba tiêu về mới quạt làm Mai Dương đó, là chính tông đó, bả là Bà La Môn đó, nói thật luôn á, là cha mẹ phải cho biết vậy mà giờ nói họ không dám nói, nhưng mà giờ mới nói qua xuống tàu tôi cũng nói đó, lị trang rồi đến mà cái cửa thứ 9 á, tôi mới nhớ lại cái này nữa, cửa thứ 9 mới nhớ ủa con số 18 rồi con số 24, thì tự nhiên mình đi 18 người đúng ra là dư không, bữa đó mình dư hai nam hai nữ, tự nhiên mình để ngẫu nhiên để cha mẹ mình sắp, rồi tự nhiên năm ông cái bắt đầu ngồi uống cà phê, cái bắt đầu ngồi văng ra hai ông cái đủ nam không có dư. Ông đấy là phải cha mẹ mình sắp không, cái người mà cái có cái tâm mà lệch chút rồi là ông quăng ra hết, rồi nữ cũng vậy nữa, nữ bây giờ nó dư cũng dư hai người, hai anh em tính mày tính kỹ ra coi. Còn cái tự nhiên cái hai cô ở ngoài Hà Nội nói bây giờ ngày mai này là tức là ngày hôm qua
là có Đài Loan hay về đâu đó là vô để mà học hỏi hàm điên được. Rồi tự nhiên nó vừa đủ 18, thấy chưa? Rồi đến chừng đó bắt đầu đi trên tàu gần tới mốc 19, về tôi có nói đó, tôi mới nhớ rồi. Ủa, như là 18 phá cái trận đồ 18 này xong đó là cộng với 4, 6 ông thủy thủ đó, công an rồi là 6 nữa, là cộng lên là 24, đúng rồi. Tới cái trận này là 18, 24, y chang luôn, là phá cái trận đồ này xong đó, bắt đầu là xong rồi, bắt đầu hòa bình thế giới, là xong trận này bắt đầu lấy vàng 24, y chang luôn. Đó. Chú ba, nói chú ba là thái tử Đông Cung đã xuống mà Nai Tra cũng xuống rồi, rồi Lý Tịnh cũng xuống, rồi Hồng Y cũng xuống, mà cái Ngô Mai Dương xuống chưa chú ba? Thì Ngô Mai Dương đã nói đó, nó nằm ngoài lấy hoạch tiêu vậy đó, Chưa nó thấy đang xuất ở hiện Sài không? Gòn đó Chưa hả, thấy xuất hiện. đâu xuất hiện rồi đó, nhưng mà những cái hồn này là sắp xếp thôi chứ người ta cũng không biết, nhưng mà những cái trận đồ là nó y trong cái Kinh Tây Vô Ký đó. Thầy có diễn trong đó, nhưng bây giờ là trở lại y vậy luôn, sắp đặt y vậy luôn. Nó giống như một cái đoạn mà ma mà nó phá rồi bắt đầu xuống bắt về, xuống bắt về y vậy đó. Thì bây giờ thầy đang trở lại khác nào đời thứ phong thần tại thế, là ngay chỗ đó giờ mình nói ra với người ta nói ừ ảo nhất là thiện miệng đâu là ảo này, Nhưng mà hoặc là ghiền phim, ông này có phim dữ lắm ghiền dữ lắm, ảo nữa ông nói cái đó rồi là mà nói sự thật như vậy đó là đồng nhất là ngoài là đồng đạo mình, tất cả đồng bào trong nhà ngoài nước là sự thật rồi, tôi nói là chỉ theo dõi đi. Rồi bắt đầu là cha mẹ mình về đó, thế hòa bình thế giới cha mẹ mình về chú trọng đồ khởi lên là có cha có mẹ mình là minh sư mình định ngôn phân thứ cho biết thiệt luôn, lúc đó là con người mình đó là nước Việt Nam mình lấy cường quốc được, đến chừng cha mẹ mình về hai cha một mẹ, giờ còn hai cha một mẹ thôi, ủa còn này một cha một mẹ thôi là thượng đế về rồi. Thì bây giờ đến chừng đó chú trọng mình là hợp tác với mà minh sư với mẹ đại dương là Thanh Hải đó, về lúc đó không bao giờ mà gặp được đâu, tại vì kẻ trẻ thì kỳ có gặp đặng ta đó, bây giờ mình cố gắng mình đi qua gặp cha mẹ vài ba lần đi dễ gặp, chứ để tới đó hả người nhà nước mình là nội mà tiếp đãi các thế giới vô để nhìn đây là một ông thượng đế, ông thượng đế xuất hiện là cha trời mẹ đất mình là minh sư xuất hiện là thiệt, nó vô một cái tôi nói hả cái sân bay của Cần Thơ này mặc sức mà đón sau này là ngữ nó ở Cần Thơ này nó nơi cồn ốc làm đẹp lắm cho mấy ổng về, rồi tôi nói chỉ dòm trên mạng này mà thôi chứ không có bao giờ bị chen vô đó được, tối ngày nước ngoài vô không rồi hỏi chứ như bằng là để dạy tâm ấn pháp rồi tất cả nhân dân tới đây không có nhìn được hai mẹ một cha một mẹ mình nữa đâu, rồi cha mình ông cha kiệm tá đã về rồi thì thôi nữa. Kẻo trở thời kỳ khó gặp đăng ta bây giờ làm sao gặp được, nhưng mà tới đây 42 năm tới còn sau 500 năm mà lại mới gặp cũng bình thường không có vấn đề gì, mà tới đây tôi nói rồi để ý đi rồi cái có không cái ông này ông coi phim gì mà tôi có coi phim đâu mà tôi nhiễm phim mà tôi tôi luyện đó rồi tôi học tôi có chứng minh đàng hoàng. Hỏi chú ba là cũng xin Lý Tịnh và cái tháp bảo ở đâu thấy qua cái pháp bảo đó hiện giờ đó là cái pháp bảo đó là minh sư đã còn gìn giữ ở bản cái pháp bảo đó, là tức là tuy là nương dựa non tàn ngày sau thế cuộc xây dần về Nam, thì ông xây cái tháp bảo hiện giờ là cái pháp bảo của Phật Thích Ca minh sư có giảng, cái tháp mà cái ông ở trên kho đó đang làm một cái tháp của đó là của thằng gì của mấy cái ông mà chuyên xây đó, là bữa đó nói cái ông gì tôi quên đi, là ông nhìn đó là ông chủ nhà đó đứng chụp hình cái tháp đó đó, tháp tâm linh đó, bây giờ hiện ra là làm như vậy, chứ không phải nói về cái tháp mà ngày xưa của Lý Tịnh mà cầm để rút kia đó là bánh nó đang còn gìn giữ bánh đó, bây giờ bên xưa mình phải là hiện ra vậy chứ không phải bây giờ phải trong phim cái đó, bây giờ hiện giờ là thượng đế đang giữ mình chỉ biểu hiện nhưng mà thôi, rồi tới đây đó là minh sư, bởi vì cái lực lượng ánh sáng điểm quang này đó là sao này đó là cái đó, đó.
chứ giờ, giờ hỏi cái đó thì giờ tôi thì cũng đâu giữ, nhưng mà tôi giữ được cái ngọc ngọc này đó là nó cũng thay cho cái đó, nó rút được hết, nó y vậy. Nhưng mà diễn tả ra thì cũng đâu ai biết gì đâu, nhưng mà nó cũng là đó. Rồi mình sư vẫn giữ cái pháp bảo bên kia đó là cái đó, tại mình sư có thường nói. Anh có hỏi định hỏi bên ba là tâm dừng tâm bên ba giảng chỉ có hỏi khởi anh chuẩn bị hỏi là tâm dừng tâm thanh hải mẹ thanh hải thì tâm dừng tâm á thì đâu có gì đâu, tại mới khởi lên định hỏi là do tâm bên ba giảng thì cái tâm dừng tâm đó thì thì đang hỏi luôn hả? Tâm dừng tâm đó chứ thì nói thì đó tính hỏi là mẹ thanh hải để giải giải thích cho cộng đồng mạng hiểu cái mẹ thanh hải, mọi người đang nói mẹ thanh hải quá trời, nhưng mà đợi tính khởi lên nói, nhưng mà quân ba trả lời liền luôn. Thì bây giờ cái câu tâm truyền tâm á, thì nếu mà tôi cũng bảo đảm luôn, bên cái minh sư á, hai cha một mẹ mình bây giờ cũng chưa nhận được cái tâm truyền tâm đó luôn, tôi dám bảo đảm. Tại vì sắp đặt cho một người thôi, hai cha một mẹ mình sắp đặt cho một người tâm truyền tâm, nhưng mà dạy là dạy, nhưng mà cái đó nó là chưa có khai được cái tâm truyền tâm. Chỉ có vua thần năm mới câu được và ngày hôm nay, rồi sau đấy cái mẫu này. Tâm truyền tâm á là tức là cái pháp mạch thượng thừa của Phật ngày xưa đó là năm 29 vị, tôi có nói 29 vị Phật đó. Nhưng mà truyền cho chúng sanh chỉ 5 vị thôi, nhưng mà các sư huynh đó là truyền cho mình đó là trong cái phòng gì mới đọc cái 5 vị đó là tiếng Phạn, để cho mình niệm 5 vị đó là trong tâm chứ không có ra ngoài. Rồi nhưng mà đến lúc mà xong người đọc cho mình thuộc đó, bắt đầu từ đó sau mình mới thiền. Thì thiền định mới mở trí huệ được là tâm dần tâm thôi, tức là không có đưa cái hồng danh nó ra ngoài cho ai biết hết, chỉ mình biết trong tâm và mình thiền định, rồi mình mới sau này á mình mới mở ra được, mình câu thông với Thượng Đế là không dùng ngôn ngữ, đó là tâm dần tâm đó. Mà giờ chưa có ai đạt tới đó đâu, chưa ai đạt được, chỉ có một vua năm thôi là sắp đặt được. Kế đây á là dễ gì trở về cái số không đó. Đó là tới đây nó vậy đó. Thì cái tâm dừng tâm đó là cái pháp đó. Mà tới 29 vị là như vậy. Hình như là sư phụ vẫn đang nâng lên một cấp nữa là 6 vị rồi đó. Chỉ để trong tâm mình vào thiền định là mở trí huệ thôi. Rồi sau này chỉ nhìn nhau biết gì thôi là đó là tâm. Nhìn gì là biết nói gì, nhìn gì là biết làm gì hết. Cái đó là kêu tâm dừng tâm đó anh Quang. Tâm dừng tâm là không dùng ngôn ngữ. Cái thằng dắt chúng nó nói là nó thuộc về là nó cũng lòng vô để nói, mà nó biết nói cách đó đó, mà cái người tu thì chưa chắc gì biết nói bằng đó. Nhưng mà chưa gặp minh sư, chưa gặp cha mẹ mình thì nói đó là nói gì nó cũng là cái cõi này cõi Ma Dương nó hay hơn Phật, mà nó nói được chứ nó đâu có biết cái đó là gì, đâu biết làm gì. Chỉ có ông ba làm được, ông ba nói được là diễn tả được, là thực hành được, là chỉ có vua thần nông cái đó nói thật. Rồi bây giờ hỏi nó cái pháp đó là như thế nào, nó chỉ biết thôi, nó chỉ biết nó tâm truyền tâm rồi là không dùng ngôn ngữ, nó biết nói thôi chứ đâu biết làm cái đó là gì, đâu biết thực hành đâu. Nhưng mà tôi thì đang thực hành, tôi đang làm, cha mẹ tôi dạy gì đó là tâm truyền tâm, là cha mẹ mình dạy là câu thông được thì nói chuyện lỗ tai và dạy cho mình, hoặc là cái dòng âm lưu Thượng Đế mình câu thông thì tôi nói đừng điện là có điện đó là ù lên, người mình hỏi ông ù lên ông cắt, đó là đồng ý cái đó đó, là không dùng ngôn ngữ là như thế. Mình đọc trong đầu thôi, mình muốn làm gì thì đọc trong đầu cha mẹ mình, tự diễn ra cái dòng âm lưu này nó lớn với nhỏ là báo hiệu cho mình. Mà đầu tiên là ông đọc cho mình biết, rồi xong rồi đó ta đang trên đường còn phá trận, xong rồi tự mà thắp đuốc mà đi để giúp cho đất nước, giúp cho quả địa cầu đó, là ngay chỗ đó. Mà cái này nếu mà mình nói về cái người mà tất cả tam giáo này thua không biết, rồi nói mình nói là nói xạo, nói dốc, nói láo, nhưng mà sự thật là câu thông được mới làm việc gì được, đúng không? Thì để hỏi cái này nó cũng được, nhưng mà hình như là nếu nói ra thì tất cả là nhất là hòa hảo mình, rồi huynh đệ là những cái tam giáo khác đó, rồi tất cả là đồng bào trong nhà ngoài nước. Nói cái này là để ý, hoặc là bây giờ mình muốn gì đó là đại minh sư là lấy pháp rồi mình ngồi thiền thử là đúng không, là nó đúng như vậy đó, tại mình đã hành rồi là mình nhận ra được rồi, là đó là có sự thật, chứ không phải là
nói rồi để giống như dắt chúng nói mà để đó rồi bắt đầu cầm cái gì, cầm cái này. Nó bữa nó cũng nói cái ly hương này sau này là nước này là nước cầm lồn cũng nên nó cũng nói chưa được, chỉ có pháp mạch của minh sư của mình thôi, của cha trời mới mình thôi mới được, rồi tự ngộ tự chứng tự đắc được hết. Rồi như là nó tự đó là cũng đi ra đi vô vậy chàng dân đại đại như sư chúng nói là cái nhà ly hương nó là sau này là khai ngộ là những cái giọt nước ở trên là cứu cái nhân loại mình. Thì tôi nói đó, thì nó đi ra đi vô nó được quyền nó làm hết. Bởi vì tại sao ngày hôm qua tôi nói ngày hôm qua đó, nó phản kháng về nó lên ầm ầm qua sáng này nó điện lên nó phục tòng đi ra đó là mới vừa mình đi nó mở lên nó xuống tàu cái này muốn dội chơi lúc lưng lít đó đó nó kêu thôi giờ không dám quay nữa. Bây giờ mấy ông này cũng nói gì cứ nghe nè, sợ ông thưa công an ông có nói đó. Làm chưa cho nó đi trước của thần đệ vậy, lúc mình đi bắt đầu gỗ tôi đó nó lên lít đó. Nói, chú ba đi ra ngoài biển ông chắc nghe không, rồi bắt đầu đi ngoài về có gì đâu mà thậm chí rồi ông gì đó ông nói là đây là kêu công an rồi mà công an mà trong khi ngày hôm qua công an đưa đón cho mình xuống tàu luôn rồi thậm chí đi theo bảo vệ cho mình luôn thấy không. Lúc gắn cái camera tại tôi nói sự thật là cái thằng tàu nó có nói rồi tôi biết tàu nó là đi có đầu tiên nó ba người rồi biết cái giờ nó sáu người thì sáu người đó bắt đầu là tôi nó nói trong đó có nhà báo tôi nói rồi như là tôi còn mình tôi thích là làm sao có người một cái người mà có một cái để đi theo dõi để mà thấy việc này rồi thấy rồi tới đây nó vừa lú ra là bắt đầu là công bố lên để cho Việt Nam mình tới đây là cường quốc thiệt như giống cây lúa thiên đàng vậy không chị. Tại sao là tôi chụp hình của chú Phúc độ giờ tôi dám đưa lên là thiệt đó, tôi phải tốn tiền mà phải mượn tiền huynh đệ rồi lên gặp ổng rồi đến chừng đó phải chạy ra tới ngoài Hà Nội phải mấy lần mới nhờ Dũng Cô Qua sau này cũng đi bắt đó. Đó là kêu bằng cầu cứu thật lắm nè, gọi là đi tận gốc không nè. Dạ, bộ y tế cũng vậy. Dạ, cái chúng nói gì rồi mình có dặn gì chứ không? Hồi sáng đó đưa máy ra là tôi nghe đó, tôi nói chuyện để tùm lum không nghe sao? Nói, chú ba không dặn con gì á, con phải gà cố gắng chở về chính mình đi cho con để đó là con khổ à, chứ chú ba đâu giận con đâu. Mà thiệt tôi không biết, đã tôi nói đánh đập tôi bằng cái bằng chữ bới cái bằng không thấy giờ quán chính nhiên rồi sáng là bắt đầu kiếm chuyện là cái bằng hung sùng lên hết mấy ông chứng kiến bao nhiêu lần đó mà tôi có đâu không có vợ nó làm gì giận nó làm gì bởi dắt chúng là chú ba mới nói với con coi cái này đi chú ba là thật chú ba không phải là dàn giả mày hiểu không. Dắt chúng á, mình phải niệm về chứ. Ngọc Hoàng Thượng Đế cha mình đi con trả lời bản lai thanh tịnh của mình tìm gì dắt tánh chân như của mình lúc đó mình không có bị ai dẫn mình đó chứ hiện giờ là con đang bị dẫn nặng lắm. Bởi vì tại sao á là cha mẹ mình mới là sắp xếp cho con vào để ngồi nói chuyện chú với con đó, để nói chuyện để cho bên ngoài người ta nhìn thấy rằng ta cái nào chánh nào tà người ta mới nhìn được. Chứ bây giờ tà với chánh còn đang chờ trà trộn, thầy có nói rồi á, gì vàng với thao lẫn lộn sao lọc lừa cũng sắp xếp cho con để anh chi vào trong cuộc này, nhất là để thử cái lần chú ba là có ẩn nhẫn mà biết thương người không ta. Chú ba nói là lấy tình thương xóa hận thù, mà tại sao ông tôi làm có chút xíu gì mà ông là ông ghét tôi ông bỏ hết không, rồi ông khuyên hết cả thế giới lấy tình thương xóa hận thù lấy chỗ nào. Có một người đây mà ông còn ghét mà ông lắm, nó cả thế giới này sau này nó vậy làm sao được đúng không. Nó như ngày hôm qua trong cái gia đình đó, tôi gia đình tôi mà nghe rồi mà tự mà thấy mà cũng biết à. Thì mình lấy mấy đứa con có lúc mà làm cái lúa thiên đàng mình cũng nói gì, bắt đầu nó thấy cha nó hoài không, cha nó hoài mà không thấy gì hết. Rồi bây giờ nó thấy cảm thấy cha bây giờ không có tiền bạc không gì, cha người đến cái ngày thiên vụ giống như cái lúa thiên đàng trước vậy, không có đồng nào chứ chừng làm vô là tất cả mọi người vô là phụ vô làm thôi thành công. Mà nó đâu có mở trí huệ được mình đâu, có lúc nó cũng nói cha nói hoài không thấy gì nó cũng phiền, nó nói cha giống như nước dốc vậy. Rồi đến chừng đến việc rồi thấy nó dễ thương nó cũng phải ngày hôm qua có đi đầy đủ đó đúng không.
Thì bởi vì chú Ba mới nói dắt chúng con là tịnh lại, con đừng có, con thì nói chú Ba ảo này kia rồi, chứ con phải tịnh lại, con phải niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thì nghe lời chú Ba niệm 24 tiếng hồ con thấy nó khác liền, niệm mà con để ý mà nhất tâm bất loạn, con là bảo đảm là con là dễ dễ tìm lắm đó. Tại vì cái tánh của con cũng là có bên Bụi Sơn Kỳ Hương rồi, thành ra đó là đó để nhồi qua nhồi lại coi là mới ra được dàn thao, để đâu có nhìn được đâu, thấy cái thời bây giờ xưng lên tràn giang đại hải. Chú Ba là không phải xưng mà chú Ba lãnh thiên vụ, chú Ba làm từng người nhận ra được đoạn nào là đóng vai người đó, chứ không phải là chú Ba mà la ào ào người kêu bạn không làm được thiên vụ đâu. Tại cái thiên vụ của cây lúa thiên đàng đó, cái thiên vụ đó là thiên vụ tận diệt, mà nếu tận diệt lúc đó mà không làm được đó là đến ngày hôm nay là giống như huynh đệ mà hảo mình đã nói còn một đó, mà sự thật nó gì đó. Thành ra con phải nghe lời chú Ba đi, cha mẹ mình không bỏ một ai, dầu có sai lầm lỗi lạc cỡ nào giờ này là cứu hết các con, yêu cầu làm loài người thôi. Và những người đó bị thương tật rồi không nhớ hoặc là cùi đuôi sức mẻ sau này đó là không có nhận ra được những cái câu hồng danh tới đó là tâm chân tâm đó, thì bỏ xác nhưng mà về nơi mặt trăng cứu gỏi rồi tôi luyện lại rồi đến thời Phật đức đó là cũng bình thường. Thì cha mẹ mình không bỏ một con di thử nào luôn, tất cả những cái cây cỏ này kia rồi sau này ông đóng lại về cứu gỏi hết là một nơi mặt trăng đó, thì không bỏ một ai chứ. Ở thành ra là con đó là tịnh lại chút xíu đi, chú Ba thương rồi mình lấy tình thương với nhau rồi một tình thương, hai tình thương, ba tình thương viết rồi lát rồi tịnh thành tình thương đại đồng liền đó. Thành ra đó cũng cuộc nhồi quả để cho huynh đệ của mình đó là thử thách, cha mẹ em thử thách mới lấy kho báo được chứ, chứ đâu phải họ lấy kho báo mạnh ai vô lấy được, ai cũng bây giờ cũng biết kho báo chứ, ai cũng nói là cái đó tôi cũng nhận được. Như cái ngày mà mình đi này có nhiều người ngoài điện vô đó là cũng nói là tôi cũng nhận được mấy chục năm rồi cũng được, cũng mấy thiên vụ này, nhưng mà nói lên là nếu mà là không đúng thì cha mẹ mình đâu có đưa vô đâu, tại ba cũng đâu nhận ai ấy thì cứ việc vô. Rồi cuối cùng ngày chót ngày cuối cùng là đánh ra cho ai không ấy thì thôi đâu có đi được. Bên trong cuộc 18 người mình mấy huynh đệ nhìn thấy ông Bạch Tư bả là khó tính nhất, rồi bả cũng đâu nhận, không có một miếng gì là để gọi là xích mích với ai huynh đệ một miếng nào, từ cái tiếng nói luôn cũng không có luôn. Chứ tiếng nói mà nói qua lại giống như bà ngồi bàn tròn thường ngày á, huynh đệ mà ngồi uống nước thôi là nói hồi nó cũng có chỗ chỗ giống như là Hùng Thiện Nguyễn đó, nội nói gì đó ảo ảo, hoặc là ngồi mình nói cà phê ngồi cũng ảo. Thì cái cuộc đi qua thấy không, mình nó 18 người thêm 4 người kia từ trên tới dưới là thượng hòa đó, à sau này nó phải như vậy nó mới thế giới đại đồng. Mà thế giới đại đồng là con người mình phải trả về không, người mới hiệp tâm mới hiệp chí gì đó, mới cột đồng nhà Nam Phật chỉ dạy quy tam lập hội dựng cho rồi một cõi thành ba. Mà mình cái đầu xào của mình mà không làm được làm sao mà xây chuyển của cái quả địa cầu như là cha mẹ mình nói. Thì mấy huynh đệ nhìn thấy cái đó, đó là biểu hiện cho cái bước này đó để cho mình ra cái hữu duy để mình thay đó. Chứ du duy cha mẹ mình đều làm hết, yêu cầu có người có cái tâm huyết thôi, mà người tâm huyết đó là người cũng cha mẹ mình sạch, chứ bằng không nó cũng giờ này cũng không có đạt. Bởi cái gì á, mình sống có ăn có mặc có xài có sung sướng có giàu sang quý đều là cha mẹ mình hết, chứ mình đừng có là cái tôi cái ta, tôi làm được cái này à, tôi sống cái này tôi làm cực khổ mình nên tôi không có phải gì đâu, không phải được. À, chú ơi, nghe chú Ba nói là 6 chữ hồng danh, có thể chú Ba lễ nghĩa 6 chữ hồng danh như thế nào không chú Ba? Không, cái hồng danh đó là chỉ tâm chừng tâm, nói chỉ mình ơi mình biết thiền định thôi, ai đến gặp sao chữ mà chú Ba? Sáu chữ mà nếu trăm tâm thì tâm chỉ có một chữ một thôi. Không có, sáu hồng danh. Sáu hồng danh. Sáu hồng danh nhưng mà tâm truyền tâm, tức là truyền cái pháp cho mình, giờ mình đọc thuộc lòng nhưng mà tâm, tức là mình để trong tâm mình đó, không có bộc lộ cho một người thứ hai. Thậm chí gia đình mình, vợ con, dòng họ cũng không để cái tâm của mình thôi. Rồi bắt đầu mình thiền định ra là chỉ, đó là sáu hồng danh mà mỗi một cái hồng danh của nó là một vị Phật. Mà mỗi hồng danh là không phải là một chữ, nó tổng cộng luôn là năm hồng danh này là mười mấy chữ. Mỗi hồng danh là nó ba chữ hai chữ mà giờ mình không đọc ra được,
Hay nói gì vậy? Con gì hỏi em? Tâm chuyện tâm cái... thì đó thì chỉ có minh sư mình mới truyền cho các con là tự giữ cái pháp bảo và thiền định thôi, chứ không có mình đọc cho người khác được, mới gọi là tâm chuyện tâm, là để trong cái bộ não mình nhớ mình nên mình thôi để mình thiền định thôi. Rồi mới câu thông thượng đế, lúc đó nó làm mấy mình muốn bộc lộ mình nói với cha mẹ mình thôi. Rồi ai là muốn như vậy thì gặp minh sư. Rồi minh sư có cử là đệ tử minh sư rồi đọc câu đó cho mình biết vậy thôi. Rồi muốn ấy bữa nào đi làm ít bo đi, bữa nào có tiền hay xin tiền của đồng bào giàu ấy giúp cho con, để con gặp cha mẹ, để con về con gì con giúp cho đời trong cái cuộc này, nhiều người ủng hộ cho liền gì đó. Chứ YouTube nghèo làm sao đi được tới đọc YouTube nghèo á, bởi vì tôi mới nói thế này nè, mình làm đường ngay thẳng có thần được cho mình làm cái gì á, là toàn bộ là đồng hành với cha mẹ mình, cái quả địa cầu này tất cả cha mẹ mình đều tôi luyện hết, người giàu người nghèo người tâm này tâm kia là có hết. Bởi tại sao mà trong lúc tôi là đổ xăng không có, nhưng mà đến chừng tôi chỉ nói lên vài câu thôi thì tức là mọi người ủng hộ vô để lo cái thiên vụ, để lo làm, chứ có làm tiền nào tôi có đi làm thuê mướn hay làm gì đâu. Nhưng mà cái mình đã có người mình đã làm đường ngay thẳng có thằng đồng trao đó, rồi cha mẹ mình đó là sắp xếp cho mình thế nào, thiên vụ thế đâu là tự nhiên là nó sẽ có. Nhưng mà nó có cái này đó, là cái tiền kiếp những ngày xưa đó mình có đã trao đổi qua lại rồi, đến ngày hôm nay nó tự nhiên nó đổ lại thôi, chứ không phải là thù hằn hay tất cả nhân dân đó, cũng do là sắp xếp cha mẹ mình hết là mới được như vậy, chứ không phải là ai cũng được như vậy. Mà hôm à mình lấy mình xin, có ai bây giờ xin đang tôi đi mua cái này mua cái kia hay gì đó, nó không có đúng giờ cái đó đâu, ai đâu mà cho, mà cũng không ai mà như vậy chứ. Không nghe giờ mà xin cái vật chất mà nhiều người ta cho được á, dữ lắm người ta góp chút đỉnh thôi, tại nhân viên mình cha mẹ mình chưa có sắc trong cuộc đó. Rồi sắc mà chỉ nghe nói thôi là tự ngộ, như mấy huynh đệ thấy những người đến ai cũng nói nghe rất dễ thương, thấy không, sắc vậy rồi tự nhiên là dễ thương, mới được 18 người chứ ông ba có đi kêu giống ông ba nói cái này tự khai ngộ, tự là biết và mình tự thiên vụ mình làm thôi, chứ không phải giống như ngày xưa giờ tôi ngủ đi núi này núi nọ này kia rồi đi tham quan không có gì. Trong cuộc này mấy huynh đệ nhìn thấy rồi đó, nội năm người có mấy huynh đệ thôi tùm lum với gì hồn với người đệ tâm mà độc lạ núi két, độc lạ núi két, rồi trong đó đó Khôi với là Hiếu á, tâm linh quyền bí rồi gì cái gì Khôi gì đó. Wow, tự nhiên là nó gạt thôi. Tại vì cái lúc này là cha mẹ mình sắp, ai mà cái tâm của mình là lệch ngang là cha mẹ mình bỏ ra liền, nó không có nằm trong cái cuộc mà giúp cho nhân loại trên ba địa cầu. Nhưng mà điều cũng là giống nhau thôi chứ không có gì hết. Mà có mấy gì cái dạ hỏi này vui thôi, nghe cho ba cho lại được thôi chú ba. Nói là chú ba tào lao quá, người nói chú ba ảo quá, thì mấy người vậy là sao chú ba? Thì mình chấp nhận như đi, rồi người ta coi vài clip nữa cái ông này nói như thế nào, rồi người ta tự như bây giờ hôm trước đó, hôm trước là thí dụ mà 10 người thấy phân nửa rồi, bây giờ mình thấy 10 người hình như là để thấy hình như tôi có coi cái clip có để 10 người, mười mấy người mà trong đó có một người là phản kháng thôi là nó thành công rồi đó, rồi lần lần mấy người kia người ta thấy tới nữa rồi, hoặc là ta nhìn vào cái mà những cái mà mình nói người ta mà bình luận đó, rồi người ta cũng nhìn vào đó, người ta sẽ để ý lại thôi, chứ đâu có gì đâu. Mà ông ba nhà người ta nói tàu lao hay lao tàu gì có giận có vợ gia nói thật với tất cả là đồng đạo mình đó, là xem đi rồi đồng bào trong nhà ngoài nước xem cái ông ba có bao giờ nói chuyện mà cự cãi là ai mắng chữ ai chữ mắng người ta là giả điếc đời cho người hết giận tao phiên tới đó. Thì cái ông này nói chuyện người ta vậy, người ta chuyện không nói là có bao giờ ông phỉ bán không?
đó, như bà hai đó bây giờ nói là vậy chứ ông ta nói cũng có dịnh và bả thì chị nói là bả nói này nói kia là vậy đó, mà mình có vào phản kháng là bao giờ đâu, thì điều mình mới nói là đó là cũng do một cái tôi luyện, cha mẹ cũng tôi luyện cho mình cái tâm mình, cái mình nói gì mà mình có thực hành được không, mới giấy cho vậy được, mới cho mày nói mày nhịn thử mày nhịn nổi không vậy đó. Chú ba nó cho hỏi chú ba là cái phá cái đồ xong rồi chú ba nó hất tóc mà cạo tóc cạo đầu đó là mình hất điểm như thế nào chú ba? Thì nói chung ra đó thì để chú ba coi tùy theo nhân viên như thế nào, tại hôm đó chú ba đã cắt rồi, tự nhiên mình thấy minh sư là lên mấy cái clip đó, tức là để xong việc rồi mới cắt, rồi để coi đây trong mấy ngày tới còn tóc là mình đẩy luôn hết không, tóc cắt bình thường như người đời thôi. Có thể mình danh cho gọn gọn hay là mình hết giống như mấy minh đại vậy thôi, để tay cái bữa đó thấy có gì được đó, đẹp đó chú anh hả, thấy để tóc gì thì đẹp đẹp không đẹp. Con kỹ rồi để mấy cắt uống không đẹp. Nếu mà nhưng mà cái giả nói nhìn y chang là chú ba là cư sĩ Trần Lan vậy là y chang nhưng là để đóng góp là đừng có cắt phải không, để gì đẹp thì bây giờ mình để tôi hỏi luôn tất cả vấn đề đồng bào trong nhà ngoài nước, những cái thấy cái mẫu đó được không, được thì để cái mẫu đó cắt ngắn ngắn được rồi đặng chi cho có cái mẫu chứ nó để tổ mà sư đạt ma mà cạo đầu coi gì được hay tổ sư thấy chắc chú ba chật chật mà có cái lần gạch gạch đó là mà giống sư tổ đạt ma thì bây giờ sẵn cái clip này đó thì mấy huynh đệ nói vậy đó thì cũng đồng đạo gì đó theo dõi đồng bào trong nhà ngoài nước có đóng góp gì vấn đề ba cắt tóc thôi hay kêu cậu chọc gì đó mà nhớ đừng có nói thật chứ đừng có mà phỉ báng hay nói gì, mà nói chơi thôi đạt thì vậy đấy đồng bào mà này, cho mình hỏi cho cháu hỏi cái ý kiến gì nè, mà ý kiến của mình nè không có cháu ông cái huynh đệ hoài cháu hoài bị kia chú ba quen rồi giờ là đây sắp tới là chú ba đi đâu á thì phải đem cây gậy theo đi chứ mình đuối hàng người đi nó có mới hợp với vui thằng này không nói nghe nè, tại vì những cái đó mình làm những cái thiên vụ xong rồi đóng gia nào rồi thôi, rồi bây giờ tới đây ví dụ mình ăn đồ tay lại mình không còn bận đồ két, rồi đồ của cha mẹ mình đưa giống như đời luôn chứ không lẽ đi xách cái cây theo rồi xách ba cây theo nữa, người ta nói là ảo là khùng nữa, mình trở lại là cái thời tới đây đó là nó cũng còn một còn 6 năm nữa sống như đời đạo, là tới năm 29 là mới phát triển ra về vấn đề là điển quang của cha mẹ mình nó thực hành vô, chứ bằng không bây giờ nó mình chạy theo vậy thì không được,